Các bạn thân mến, suốt những ngày qua chúng ta đã được chứng kiến một trận đánh nảy lửa chưa có hồi kết giữa Nga và Ukraine. Mặc dù Nga được xem là một quốc gia lớn mạnh hơn rất nhiều so với Ukraine, nhưng anh đại này đánh mãi vẫn chưa thắng. Là vì Ukraine hiện đang nhận được rất nhiều sự hậu thuẫn của Mỹ lẫn các đồng minh thân cận của mình. Trong khi đó, bạn Nga của chúng ta lại đơn thương độc mã một mình chống lại mafia các bạn ạ. Còn mà nếu xem xét kỹ thì bạn sẽ thấy là nổi lên trên đó là rất nhiều quốc gia khác không muốn nước Nga bị châu Âu vùi dập ạ. Chẳng hạn như là Trung Quốc này, Triều Tiên này và cả anh bạn Ấn Độ nữa cơ. Nhưng mà chung quy lại thì các anh đại kể trên vẫn còn tỏ ra khá e dè và chưa có bất kỳ động thái rõ ràng nào để thể hiện thái độ ủng hộ của mình đối với Nga. Duy chỉ có anh bạn Iran, gan dạ, mới là người duy nhất gửi bom đạn cho Nga đánh Ukraine để tỏ rõ quan điểm của mình đối với đồng minh. Vậy có bao giờ bạn tự hỏi lý do gì mà Iran dám cả gan ủng hộ Nga một cách công khai như thế không? Tại sao nước này dám đối đầu với ông lớn ở trời Âu để đứng hẳn về phía Moscow? Vâng, câu trả lời sẽ được mình đem đến trong video clip ngày hôm nay cho các bạn cùng nắm rõ nhé. Nhưng mà trước khi đi vào nội dung chính, các bạn đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để theo dõi tiếp các video clip hấp dẫn nhé. Vì Iran từng được Nga giúp đỡ rất nhiệt tình. Các bạn biết không, theo các tài liệu mật cho biết rằng, tính đến tháng 12 năm 2022, Iran đã chuyển giao cho Nga 1.700 máy bay không người lái chuyên dùng để đánh bom tự sát, cung cấp thông tin tình báo và tấn công trực diện vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Mỗi một chiếc máy bay như thế có giá bán siêu rẻ, dao động chỉ từ 20.000 đến 50.000 đô la là cùng, nên Iran, việc hỗ trợ máy bay không người lái cho Nga cũng chẳng tốn kém gì cho cả. Còn mà nếu như Ukraine muốn tiêu diệt một chiếc máy bay loại này của Iran thì sao? Thì họ phải tiêu tốn từ 50.000 đến 120.000 đô la lận chứ sao? Nếu tính riêng trong tháng 10 năm 2022 thì Ukraine đã tốn khoảng 28 triệu đô la để tiêu diệt cho bằng hết hàng trăm chiếc máy bay không người lái mà Nga đã sử dụng để tấn công vào các cơ sở hạ tầng của mình. Khoản tiền tốn kém ấy đã khiến cho Ukraine phải hao tài tốn của không ít đấy các bạn ạ. Nên tính ra thì Iran cũng khôn bỏ bu khi mà viện trợ vũ khí tẩn nhau kiểu này. Nó hiệu quả ra phết chứ có đùa đâu. Còn mà mục đích của Iran đâu chỉ dừng lại có bấy nhiêu đó. Theo các tài liệu mật được quan chức Mỹ cung cấp cho thấy, Iran còn đang chuẩn bị chuyển giao thêm cho hai loại tên lửa đạn đạo chiến thuật là Fates 110 có tầm bắn lên đến 300 km và John Fagar có tầm bắn tận 700 km lận đó đã. Mặc dù là mấy thứ hàng nóng của Iran thì vẫn còn thua xa so với các loại tên lửa đạn đạo của Nga, nhưng chúng lại có thể dự đoán được một cách chính xác vị trí các mục tiêu. Hơn nữa, chi phí để sản xuất mấy quả tên lửa loại này của Iran chỉ rơi vào tầm 110.000 đến 200.000 đô la mà thôi. Nó thấp hơn gấp 10 lần so với chi phí mà Nga bỏ ra để chế tạo tên lửa cho mình. Vậy nên chuyện Nga muốn xài hàng của Iran để tiết kiệm ngân khố tối đa cũng là chuyện dễ hiểu lắm đúng không nào? Còn về phía Iran, nước này cũng vô cùng nhiệt tình giúp đỡ bạn Nga bởi một lý do rất đơn giản là vì trước đó họ cũng đã nhận được sự giúp đỡ tương tự từ phía đồng minh thân cận. Quay trở lại thời điểm năm 1995, đấy là lúc mà Iran đã ký hợp đồng xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên tại Bushehr với Nga. Mục đích ban đầu chỉ là giúp Iran tạo ra các nhà máy sản xuất điện cho riêng mình và Nga cũng kiếm được chút cơm cháo từ đây. Nhưng chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà sự hỗ trợ của Nga về sau đã trở thành đòn bẩy để Iran tăng cường phát triển vũ khí hạt nhân. Họ muốn sở hữu thứ hàng nóng ấy trong tay để khỏi bị mấy nước khác ức hiếp các kiểu là mình chả thể nào ngóc đầu lên được luôn. Vì vậy họ cần phải dựa vào Nga để có được công nghệ và nguyên liệu sản xuất hàng khủng đó chính là uranium. Tất nhiên là trước mối nguy hại tiềm tàng như thế thì các quốc gia lân cận với Iran như là Israel, Ả Rập Xê Út và nhiều quốc gia nằm trong các vùng vịnh khác sẽ chẳng thể nào ngồi yên. Họ cũng bắt đầu nóng máu và chạy đua vũ khí hạt nhân để có thể duy trì thế cân bằng đó cho riêng mình. Nó đã dẫn đến một viễn cảnh hết sức căng thẳng khi xung đột leo thang. Nó khiến cho tình hình an ninh khu vực bị đe dọa nghiêm trọng nên Mỹ và mấy anh đại khác đã chẳng thể nào ngồi yên. Mỹ muốn dàn xếp ổn thỏa hết mọi thứ để lấy lại vị trí tuyệt đối của mình, đồng thời răn đe bọn đàn em dưới trướng không được manh động quá đâu nha. Vì vậy, ông lớn này đã mạnh mẽ lên án Iran khởi động cuộc chạy đua vũ trang phi nhân đạo suốt nhiều năm qua. Nó khiến cho Iran luôn là cái tên được nhắc đến dày đặc trong các cuộc họp của Mỹ với các nước đồng minh và cả Đại hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, rất có máu mặt hiện nay.
Ngoài mặt thì Moscow tỏ ra ủng hộ Liên Hợp Quốc lên án Iran, nhưng sau lưng Bắc Nga vẫn ngấn ngầm cung cấp công nghệ và uranium cho Iran sản xuất vũ khí đạn dược. Bạn biết không, anh đại này chính là nước có trữ lượng uranium lớn nhất thế giới khi họ nắm giữ một nửa sản lượng sản xuất trên toàn cầu. Kể cả Mỹ còn phải phụ thuộc 14% nguồn cung uranium từ bạn Nga của chúng ta nữa đấy. Nên thế là nước này cứ hỗ trợ cho Iran vô tư thôi. À mà chưa hết đâu nè, Nga còn hứa hẹn đủ kiểu với Iran rằng mình sẽ giúp họ hiện đại hóa lực lượng vũ trang lên một tầm cao mới để ai nấy cũng đều phải lé mắt luôn. Theo đó thì Moscow đã từng cung cấp cho nước bạn hàng loạt hệ thống tên lửa S-300, xe lửa T-72, cường kích Su-24, MiG-29 cùng rất nhiều tàu ngầm Kilo. Ngoài ra thì Nga còn là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất của Iran tính đến thời điểm hiện nay. Còn trong quá khứ, người Nga cũng từng giúp Iran xây dựng hàng loạt những tuyến đường cao tốc siêu to khổng lồ, các công trình thủy điện quy mô khủng và vô số những nhà máy sản xuất ô tô lớn nhất nhì thế giới luôn. Vậy nên có thể nói chuyện Iran bơm vũ khí cho Nga đánh Ukraine cũng là điều tất yếu để nước này đền ơn đáp nghĩa cho người ân của mình. Nhưng ngoài lý do đó ra thì còn có rất nhiều lý do khác khiến cho Iran dám manh động thế kia. Nào, chúng ta hãy cùng khám phá ngay nhé. Vì Iran muốn được Nga chuyển giao vũ khí hiện đại nhất. Như đã nói ở trên, người Nga từng cung cấp rất nhiều loại vũ khí khác nhau cho Iran trong quá khứ. Nhưng ở thời điểm hiện tại, nước này hầu như có thể sản xuất được hết các loại vũ khí kể trên. Cái mà Iran muốn ở Nga bây giờ chính là những thiết kế tối tân nhất được ứng dụng công nghệ mới nhất như là hệ thống tên lửa phòng thủ bao biển K-300B, hệ thống phòng không S-400, xe tăng T-90, máy bay chiến đấu siêu cường Su-30 hoặc là Su-35. Cơ mà còn khuya nhá, bởi vì người Nga thừa khôn ngoan để hiểu rằng ngành công nghiệp quốc phòng phát triển mạnh mẽ của Iran rất dễ sao chép các thiết kế của mình nếu chuyển giao cho họ. Nếu điều đó xảy ra thì người Nga sẽ phải tốn cả tấn tiền để mà đổi mới công nghệ vũ khí. Vậy mà trong khi đó phía Iran lại liên tục tỏ ý là muốn nợ tiền sắm hàng nóng thì có kẻ ngu mới làm chuyện lỗ vốn nặng thế kia. Ngoài ra, chuyện Nga không muốn chuyển giao vũ khí hiện đại nhất cho Iran còn là vì việc làm này sẽ làm phật lòng Ả Rập Xê Út, Israel và nhiều đối tác khác của Nga. Cho nên Iran mới nhân cơ hội này để lấy lòng bạn Nga các kiểu nhằm khiến cho anh bạn của mình phải hồi tâm chuyển ý để bắt tay với họ ngay và luôn. Quả là khôn như bác ấy, dưới quê tôi đẩy. Cơ mà tôi tạm gác lại chuyện đó đi nào, bởi vì vẫn còn rất nhiều lý do khác hay ho mà mình muốn chia sẻ cho các bạn ngay sau đây. Iran và Nga có chung kẻ thù. Lật lại lịch sử ngoại giao của Nga và Iran, bạn sẽ thấy hai quốc gia này lần lượt trở thành mục tiêu công kích và cấm vận của Mỹ lẫn các nước phương Tây. Nói không quá chứ nếu như Nga là quán quân trong khoản ấy thì Iran cũng là á quân. Vậy nên là có thể nói là Nga và Iran có cùng chung kẻ thù với nhau. Chuyện Iran hợp tác với Nga để quật lại phương Tây vào thời điểm này chính là cách để họ trả đũa những gì mà mình được nhận từ phía kẻ thù. Cơ mà ngoài cảm giác hả hê ra thì Iran còn được gì khi bắt tay với Nga nữa không nè? U là trời, họ còn được vô số các lợi ích khác nữa cơ. Mình sẽ bật mí đây. Iran được vô số lợi ích không tưởng khi giúp đỡ Nga đánh Ukraine. Thứ nhất, khi Nga tập trung đánh Ukraine, họ có khả năng sẽ rút quân khỏi Syria. Điều này giúp cho Iran củng cố được chỗ đứng vững vàng như thạch bàn của mình ở quốc gia này. Thứ hai, Nga đang có ý định mua sắm rất nhiều vũ khí từ Iran nên anh bạn ấy sẽ kiếm được bộn tiền từ công việc mua bán này đây. Và sau cùng là xung đột giữa Nga và Ukraine sẽ giúp cho Iran làm giảm sự ảnh hưởng của Mỹ cũng như khối NATO ở khu vực Á-Âu các bạn này. Ôi giời ơi là rồi, thế thì chả bảo sao họ lại tích cực bơm vũ khí cho Nga đánh Ukraine thế kia. Còn các bạn nghĩ sao về việc của Iran khi mà cuộc chiến đang đến hồi gay cấn? Hãy comment ngay phát nào! Ở thế giới trước, Hoa Kỳ là bá chủ địa cầu. Nhưng có lẽ ngày nay chúng ta đang thấy một thế giới mới, trong đó đã chia thành đa cực. Hoa Kỳ không phải là bố tướng nữa, mà nhiều nước như Nga, Mỹ đang ngày càng chơi thân với nhau để hất cẳng Hoa Kỳ ra khỏi ngai vàng vốn có. Sự cạnh tranh và tầm ảnh hưởng của Hoa Kỳ và Trung Quốc đã dẫn đến nhiều sự kiện khá bất ngờ về lĩnh vực thương mại. Cả hai bên đều ban hành những lệnh trừng phạt qua lại, đấu đá nhau đến cùng. Châu bò đánh nhau thì ruồi muỗi chết, các nước cũng bị ảnh hưởng mạnh khi mà hai ông lớn này tuyên chiến. Tất nhiên chúng ta đều hiểu rõ, kẻ thù của kẻ thù là bạn. Vậy thì làm thế nào để Trung Quốc kiềm chế và đối chọi lại với Hoa Kỳ thì chính là chơi thân với kẻ thù của Hoa Kỳ là cách khôn khéo nhất. Nếu Hoa Kỳ ghét quốc gia nào, Trung Quốc sẽ tăng cường hợp tác với quốc gia đó. Câu hỏi được đặt ra là tại sao bao nhiêu bạn không chơi mà Trung Quốc lại chọn Iran để chống Mỹ?
Và tại sao Trung Quốc lại vui mừng khi Hoa Kỳ cấm vận Iran? Chúng ta sẽ có câu trả lời trong video clip này các bạn nhé. Đầu tiên là chúng ta phải hiểu tại sao Mỹ và Iran từng yêu nhau say đắm rồi lại ghét nhau như chó với mèo. Mohammad Mossadegh trở thành thủ tướng Iran năm 1951 sau khi mà nước này giành được độc lập từ tay của người Anh. Một trong những chính sách đầu tiên của Mossadegh là quốc hữu hóa ngành sản xuất dầu mỏ của Iran, vốn trước đó nằm dưới sự kiểm soát của công ty Anh. Đó chính là nước đi sai lầm của ông ta. Sự căng thẳng giữa Iran và Anh lên đến đỉnh điểm vào tháng 1 năm 1952, khi mà Mossadegh ra lệnh đóng cửa mọi cơ quan ngoại giao của Anh ở Iran. Không bao lâu sau đó tiếp tục đóng cửa mọi trung tâm văn hóa và thông tin nước ngoài. Trong khi đó thì chính quyền Mỹ tin rằng hành động quốc hữu hóa ngành dầu mỏ Iran của Mossadegh sẽ tạo điều kiện cho Liên Xô tấn công phương Tây giữa thời điểm chiến tranh lạnh đang leo thang. Khi mà Mỹ và Anh coi nguồn dầu mỏ Iran là yếu tố chủ chốt của chương trình tái thiết kinh tế phương Tây sau Thế chiến II. Vậy để chiếm lại nguồn dầu mỏ từ tay của Thủ tướng Mohammad Mossadegh thì chỉ có cách là lật đổ Mohammad Mossadegh thay bằng chính phủ mới do Mỹ giật dây đằng sau. Và đây là sở trường của người Mỹ rồi. Ngay năm 1953, Hoa Kỳ và Vương quốc Anh đã hỗ trợ vua Shah của Iran tiến hành một cuộc đảo chính, lật đổ chính phủ của Thủ tướng Mohammad Mossadegh. Đến năm 1979, lãnh tụ tối cao Ruhollah Khomeini, người sáng lập ra Cộng hòa Hồi giáo Iran, đã lật đổ vua Shah. Và ai cũng hiểu là Hồi giáo có thù với Mỹ như thế nào. Họ coi nền dân chủ của Mỹ đem lại chỉ là đau thương và chiến tranh. Sau khi mà giành lại chính quyền từ tay của vua Shah, Ruhollah Khomeini tuyên bố Mỹ là kẻ thù số 1. Ông tiếp tục thực hiện quốc hữu hóa ngành dầu mỏ, đồng thời tịch thu tài sản của các công ty nước ngoài lên tới nhiều tỷ đô la. Mất đi mỏ dầu lớn, mất đi quyền lợi mà bao năm gây dựng, Mỹ đã liệt Iran vào danh sách đen, liên tiếp ban bố những lệnh trừng phạt mới khiến Iran kiệt quệ. Iran đã bị dồn đến đường cùng, lại có động thái ủng hộ các nhóm Hồi giáo cực đoan từng tấn công Mỹ, cho nên ngày càng bị trừng phạt nặng nề. Và Mỹ biết dầu mỏ là đường sống của Iran. Kinh tế hoàn toàn bị phụ thuộc vào dầu mỏ. Mỹ đã cấm các công ty nước ngoài hợp tác hay là nhập khẩu dầu từ Iran một cách cực đoan. Mục đích của việc này là buộc Iran bước vào đường cùng. Khi mà kinh tế suy sụp, người dân đói khổ chống chính phủ, thì Iran cuối cùng phải nhượng bộ Mỹ. Nhưng suốt bao nhiêu năm qua, các bạn có thấy là Iran vẫn sống nhởn nhơ, dù là kinh tế không được phát triển. Tại sao lại như vậy? Đó chính là nhờ đi đêm với Trung Quốc. Vào thế kỷ trước, Trung Quốc là một siêu cường kinh tế đang mới nổi. Mối quan hệ thương mại giữa Iran và Trung Quốc bắt đầu vào năm 1979. Thời gian Hoa Kỳ và Iran rạn nứt. Tuy nhiên, sẽ giao dịch còn hạn chế vì định hướng của Iran khi đó là các thị trường phương Tây. Trung Quốc còn quá bé. Năm 1996, Hoa Kỳ chơi lớn cấm tất cả mọi doanh nghiệp đầu tư vào ngành dầu khí của Iran. Các nước phương Tây phải cắt đứt với Iran. Giờ Iran chỉ còn cách là tìm kiếm các đối tác khác ngoài phương Tây. Và Trung Quốc đang trên con đường phát triển thì thèm dầu vô hạn. Đúng thời điểm đó thì nhu cầu năng lượng của các ngành công nghiệp của Trung Quốc gia tăng nhanh chóng, trở thành công xưởng thế giới. Vì vậy Trung Quốc và Iran tăng cường quan hệ mạnh mẽ. Năm 1997, Trung Quốc ký thỏa thuận thăm dò dầu khí đầu tiên tại Iran. Các hợp đồng béo bở lên tới hàng tỷ đô. Trung Quốc tha hồ tìm dầu ở Iran rồi mang về xài dần. Cũng kể từ đó thì Trung Quốc trở thành khách hàng lớn nhất của Iran. Iran cũng có chỗ để xuất khẩu dầu, kinh tế cũng giảm bớt trì trệ do Mỹ cấm vận. Mỹ biết điều đó nên tuyên bố với Trung Quốc, tao thách mày dám mua nhiều dầu của thằng Iran nữa đấy. Mua thử xem lại ăn trừng phạt cho bây giờ. Điều Mỹ muốn, xuất khẩu dầu của Iran về con số 0, kinh tế kiệt quệ, sẽ phải nghe theo lời của Mỹ. Trung Quốc lúc đó còn chưa mạnh, cho nên vâng vâng dạ dạ cắt bớt nhập khẩu dầu. Nhưng bao nhiêu tiền đổ vào đầu tư khai thác ở Iran chả nhẽ lại bỏ. Nhưng cái khó lại ló cái khôn, Trung Quốc chơi bài lách luật. Dầu từ Iran sẽ được chuyển tới Malaysia, Oman hoặc các nước khác, rồi Trung Quốc sẽ nhập lại sau. Sau thời gian mua chui đó thì Trung Quốc giờ đã trở thành một siêu cường, tuyên bố việc gì phải sợ bố con thằng nào, kể cả Mỹ. Mới đầu năm nay thì Trung Quốc tuyên bố mặc kệ thằng Mỹ làm gì thì làm, anh đây đồng ý đầu tư 400 tỷ đô la vào Iran trong 25 năm để đổi lấy nguồn cung cấp dầu mỏ ổn định nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thỏa thuận có thể giúp gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc ở Trung Đông, đồng thời giảm thiểu tác động từ nỗ lực của Mỹ trong việc cô lập Iran.
Tới đây video đã hết rồi, hy vọng các bạn đã hiểu tại sao Iran và Trung Quốc lại yêu nhau đến như vậy. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo nhé.